Bấy giờ Đức Thế Tôn khen Cổ Thọ thiện hiện: hay thay, nay ông vì các đại Bồ Tát giỏi thuyết pháp yếu, pháp ông đã thuyết đều là lực oai thần của Như Lai, chẳng phải ông tự thuyết. Thiện hiện, đại Bồ Tát nào đối với pháp chân như bất khả đắc tướng sanh tâm tin hiểu? Biết tất cả pháp không có tướng sai khác, nghe thuyết các pháp chân như bất khả đắc tướng như thế, tâm không kinh khiếp, không khủng hoảng, không sợ hãi, không nghi, không hối, không lui, không chìm. Đại Bồ Tát này mau thành tựu sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cổ Thọ Xá Lợi Tử thưa Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào thành tựu pháp này thì mau thành tựu sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề ư? Đức Phật bảo Xá Lợi Tử: đúng vậy, như ông đã nói. Đại Bồ Tát nào thành tựu pháp này thì mau thành tựu sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cổ Thọ Thiện Hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào mau thành tựu sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì phải trụ ở đâu và nên trụ thế nào? Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nào muốn mau thành tựu sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì phải đối với tất cả hữu tình trụ tâm bình đẳng, không nên trụ tâm không bình đẳng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm bình đẳng, không nên sanh tâm không bình đẳng. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm bình đẳng nói năng, không nên dùng tâm không bình đẳng nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm đại từ, không nên sanh tâm giận dữ. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm đại từ nói năng, không nên dùng tâm giận dữ nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm đại bi, không nên sanh tâm não hại. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm đại bi nói năng, không nên dùng tâm não hại nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm đại hỷ, không nên sanh tâm ganh ghét. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm đại hỷ nói năng, không nên dùng tâm ganh ghét nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm đại xả, không nên khởi tâm thiên vị. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm đại xả nói năng, không nên dùng tâm thiên vị nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm khiêm hạ, không nên sanh tâm kiêu mạn. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm khiêm hạ nói năng, không nên dùng tâm kiêu mạn nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm ngay thẳng, không nên sanh tâm nịnh dối. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm ngay thẳng nói năng, không nên dùng tâm nịnh dối nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm mềm mại, không nên sanh tâm cứng cỏi. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm mềm mại nói năng, không nên dùng tâm cứng cỏi nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm lợi ích, không nên khởi tâm không lợi ích. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm lợi ích nói năng, không nên dùng tâm không lợi ích nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm an vui, không nên khởi tâm không an vui. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm an vui nói năng, không nên dùng tâm không an vui nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm không ngăn ngại, không nên sanh tâm có ngăn ngại. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm không ngăn ngại nói năng, không nên dùng tâm có ngăn ngại nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm như cha mẹ, như anh em, như chị em, như nam nữ, như thân tộc, cũng dùng tâm này nên cùng họ nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm bằng hữu, cũng dùng tâm này nên cùng họ nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm như thầy dạy dỗ, như thầy khuôn mẫu, như đệ tử, như đồng học, cũng dùng tâm này nên cùng họ nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm dự lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán, Độc Giác, Đại Bồ Tát, Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng dùng tâm này nên cùng họ nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, cũng dùng tâm này nên cùng họ nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm cứu vớt, thương xót, phù hộ, cũng dùng tâm này nên cùng họ nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm rốt ráo không, vô sở hữu, bất khả đắc, cũng dùng tâm này nên cùng họ nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sanh tâm không vô tướng vô nguyện, cũng dùng tâm này nên cùng họ nói năng. Lại nữa, thiện hiện, đại Bồ Tát nào muốn mau thành tựu sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì nên tự xa lìa sự giết hại sanh mạng, cũng khuyên người xa lìa sự giết hại sanh mạng, luôn ngợi khen chính đáng pháp xa lìa sự giết hại sanh mạng, vui mừng người xa lìa sự giết hại sanh mạng,
cho đến nên tự lìa tà kiến, cũng khuyên người lìa tà kiến, luôn ngợi khen chính đáng pháp gia lìa tà kiến, vui mừng người xa lìa tà kiến, nên tự tu bốn tịnh lự, cũng khuyên người tu bốn tịnh lự, luôn ngợi khen chính đáng pháp tu bốn tịnh lự, vui mừng ngợi khen người tu bốn tịnh lự, nên tự tu bốn vô lượng, cũng khuyên người tu bốn vô lượng, luôn ngợi khen chính đáng pháp tu bốn vô lượng, vui mừng ngợi khen người tu bốn vô lượng, nên tự tu bốn định vô sắc, cũng khuyên người tu bốn định vô sắc, luôn ngợi khen chính đáng pháp tu bốn định vô sắc, vui mừng ngợi khen người tu bốn định vô sắc, nên tự viên mãn sáu pháp ba la mật đa, cũng khuyên người viên mãn sáu pháp ba la mật đa, luôn ngợi khen chính đáng pháp viên mãn sáu pháp ba la mật đa, vui mừng ngợi khen người viên mãn sáu pháp ba la mật đa. Nên tự trụ 18 không, cũng khuyên người trụ 18 không, luôn ngợi khen chính đáng pháp trụ 18 không, vui mừng ngợi khen người trụ 18 không. Nên tự trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng khuyên người trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, luôn ngợi khen chính đáng pháp trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, vui mừng ngợi khen người trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nên tự trụ bốn thánh đế, cũng khuyên người trụ bốn thánh đế, luôn ngợi khen chính đáng pháp trụ bốn thánh đế, vui mừng ngợi khen người trụ bốn thánh đế, nên tự tu 37 pháp phần bồ đề, cũng khuyên người tu 37 pháp phần bồ đề, luôn ngợi khen chính đáng pháp tu 37 pháp phần bồ đề, vui mừng ngợi khen người tu 37 pháp phần bồ đề. Nên tự tu ba giải thoát môn, cũng khuyên người tu ba giải thoát môn, luôn ngợi khen chính đáng pháp tu ba giải thoát môn, vui mừng ngợi khen người tu ba giải thoát môn. Nên tự tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng khuyên người tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, luôn ngợi khen chính đáng pháp tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, vui mừng ngợi khen người tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Nên tự viên mãn thập địa Bồ Tát, cũng khuyên người viên mãn thập địa Bồ Tát, luôn ngợi khen chính đáng pháp tu viên mãn thập địa Bồ Tát, vui mừng ngợi khen người tu viên mãn thập địa Bồ Tát. Nên tự viên mãn năm loại mắt sáu phép thần thông, cũng khuyên người viên mãn năm loại mắt sáu phép thần thông, luôn ngợi khen chính đáng pháp viên mãn năm loại mắt sáu phép thần thông, vui mừng ngợi khen người viên mãn năm loại mắt sáu phép thần thông. Nên tự viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng khuyên người viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, luôn ngợi khen chính đáng pháp viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, vui mừng ngợi khen người viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Nên tự viên mãn 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng khuyên người viên mãn 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, luôn ngợi khen chính đáng pháp viên mãn 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, vui mừng ngợi khen người viên mãn 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Nên tự viên mãn 32 tướng đại sĩ 80 vẻ đẹp, cũng khuyên người viên mãn 32 tướng đại sĩ 80 vẻ đẹp, luôn ngợi khen chính đáng pháp viên mãn 32 tướng đại sĩ 80 vẻ đẹp, vui mừng ngợi khen người viên mãn 32 tướng đại sĩ 80 vẻ đẹp. Nên tự viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng khuyên người viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, luôn ngợi khen chính đáng pháp viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, vui mừng ngợi khen người viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Nên tự quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi, cũng khuyên người quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi, luôn ngợi khen chính đáng pháp quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi, vui mừng ngợi khen người quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi. Nên tự biết khổ dứt tập chứng diệt tu đạo, cũng khuyên người biết khổ dứt tập chứng diệt tu đạo, luôn ngợi khen chính đáng pháp biết khổ dứt tập chứng diệt tu đạo, vui mừng ngợi khen người biết khổ dứt tập chứng diệt tu đạo. Nên tự sanh trí chứng quả dự lưu, như không chứng thật tế được quả dự lưu, cũng khuyên người sanh trí chứng quả dự lưu và chứng thật tế được quả dự lưu, luôn ngợi khen chính đáng pháp sanh trí chứng quả dự lưu và chứng thật tế được quả dự lưu, vui mừng ngợi khen người sanh trí chứng quả dự lưu và chứng thật tế được quả dự lưu.
nên tự sanh trí chứng quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề, nhưng không chứng thật tế được quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề. Cũng khuyên người sanh trí chứng quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề và chứng thật tế được quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề, luôn ngợi khen chính đáng pháp sanh trí chứng quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề và chứng thật tế được quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề, vui mừng ngợi khen người sanh trí chứng quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề và chứng thật tế được quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề, nên tự vào ngôi Bồ Tát Chánh Tánh Ly Sanh. Cũng khuyên người vào ngôi Bồ Tát Chánh Tánh Ly Sanh, luôn ngợi khen chính đáng pháp vào ngôi Bồ Tát Chánh Tánh Ly Sanh, vui mừng ngợi khen người vào ngôi Bồ Tát Chánh Tánh Ly Sanh, nên tự nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Cũng khuyên người nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục